Chào tất cả các bạn nhỏ của Thiếu Nhi Thông Sáng. Rất vui vì hôm nay chị lại được gặp tất cả các bạn qua chương trình là cùng học câu Kinh Thánh với nhau. Và các em ơi, do tình hình xã hội chúng ta đang đối diện với một đại dịch rất là lớn, đó là Covid. Cho nên là đã vài tuần rồi chị đã không được đi nhóm ở nhà thờ, cũng như không được thông công với tất cả anh em. Cho nên là cũng có chút xíu buồn ha. Nhưng mà xin Chúa là cho đại dịch mau qua để chúng ta cùng được đi nhà thờ trở lại. Các em nè, chúng ta nhớ đeo khẩu trang khi mà ra đường. Và chúng ta cũng không quên là thường xuyên sử dụng dung dịch rửa tay để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Còn bây giờ thì chị xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng mở trong 101 câu chuyện được yêu thích trong Kinh Thánh, bài số 53, và chúng ta sẽ cùng học câu Kinh Thánh này với nhau. Chị xin mời tất cả các bạn nhỏ cùng đọc câu Kinh Thánh trong Thi Thiên chương 123 câu 1. Nếu mà bạn nào chưa thể đọc được chữ thì sẽ nghe và lặp lại câu Kinh Thánh này cùng với chị nha. Rồi chúng ta cùng đọc nào. Con ngước mắt lên hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên chương 123 câu 1. Câu Kinh Thánh của chúng ta hôm nay tương đối là ngắn gọn, cho nên là chúng ta sẽ đọc thêm hai lần nữa thôi. Và sau đó chị sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nhỏ những động tác để chúng ta dễ nhớ câu Kinh Thánh và dễ thuộc câu Kinh Thánh này nha. Chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. Con ngước mắt lên hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên chương 123 câu 1. Chúng ta cùng lặp lại một lần nữa. Con ngước mắt lên hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên chương 123 câu 1. Còn bây giờ chị xin mời tất cả các bạn nhỏ cùng nhìn và làm theo từng động tác nhỏ với chị nha. Chúng ta cùng làm. Con ngước mắt lên hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời.
Thi Thiên, chương 123, câu 1. Quá dễ đúng không? Chúng ta cùng lặp lại một lần nữa nè. Con ngước mắt lên, hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên, chương 123, câu 1. Rồi, chắc là các em đã nhớ và quen với động tác rồi. Bây giờ chúng ta cùng làm và cùng đọc câu Kinh Thánh thật là chậm rãi, từng động tác nhỏ nha. Con ngước mắt lên, hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên, chương 123, câu 1. Các em nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng làm lại một lần nữa nha. Con ngước mắt lên, hướng về Chúa là đấng ngự trên các tầng trời. Thi Thiên, chương 123, câu 1. Các em rất là giỏi. Các em ơi, câu Kinh Thánh này tuy là ngắn gọn nhưng mà nhắc nhở chúng ta điều gì nào? Mỗi khi mà ra ngoài á, các em nhìn lên các em thấy gì trên đầu của mình? Có phải là một bầu trời rất là rộng lớn, rất là bao la đúng không? Cũng giống như Chúa vậy. Chúa chúng ta có mặt ở khắp mọi nơi. Chúa luôn nhìn thấy chúng ta. Dù chúng ta ở trong nhà, chúng ta đi đâu hay chúng ta làm bất cứ việc gì, Chúa vẫn luôn hiện diện. Vì Kinh Thánh có nói Chúa là đấng tồn tại, Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Các em nhớ nha, giống như là khi các em nhìn thấy bầu trời là chúng ta luôn nhớ đến sự hiện diện của Chúa. Và Chúa cũng muốn chúng ta luôn biết rằng Chúa luôn ở bên cạnh để chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Dù chúng ta sống trong một xã hội đang đối diện với dịch bệnh, nhưng các em nhớ rằng chúng ta luôn cầu xin Chúa sẽ luôn lắng nghe. Các em luôn nhớ chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa luôn bảo vệ chúng ta khỏi dịch bệnh và bảo vệ người thân của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào dịp sau nha. Chào các bạn thiếu nhi thân mến. Trong câu chuyện Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với một vị tiên tri, Esai, vị tiên tri của Đức Chúa Trời, một khải tượng từ trời. Trong thời điểm có nhiều nan đề xảy ra trong vòng dân Israel, Đức Chúa Trời đã dấy lên tiên tri Esai, một trong những tiên tri vĩ đại nhất trong các tiên tri đã từng sống trên đất. Ông đã viết sách Esai là một phần của Kinh Thánh. Tiên tri Esai được mô tả là bậc thầy của các tiên tri bởi vì sự mô tả hùng hồn về sự công chính và kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Những lời tiên tri vĩ đại nhất nói về sự giáng trần của đấng Messiah, Chúa Giêsu là trọng tâm, nổi bật trong sách của ông ta. Chúng ta biết được rằng tiên tri Esai đã sống tại một thời điểm có những vị vua độc ác, thì nó sẽ giúp chúng ta hiểu vì sao ông đã viết như thế. Hãy chú ý những từ ngữ mô tả Israel, một dân tộc tội lỗi, một dân tộc chất đầy tội ác, một dòng giống của những người làm điều sai quấy, đứa con của những kẻ bại hoại. Ông đã công bố một lời nguyền rủa hay rủa xả trên những người sống bại hoại. Một số người gọi điều dữ là điều lành, điều lành là điều dữ. Họ gọi sự tối tăm là ánh sáng, và ánh sáng là sự tối tăm. Họ nhận tiền hối lộ để khỏa lấp tội lỗi cho kẻ có tội và kết tội người công bình. Esai cũng đã viết về ông và khải tượng mà Chúa đã cho ông thấy. Ông đã thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi cai trị cả cõi vũ trụ, mặc áo hoàng bào của Ngài. Chung quanh Ngài có những seraphim có 6 cánh, chúng đang bay và nói rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khải tượng này giúp Esai nhận ra một lần nữa chính Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi cao sang.
Chúng ta cần nhắc đi nhắc lại rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị trên cả vũ trụ này. Các vua trên đất được người ta đưa lên cũng có ngày người ta đưa xuống, nhưng Đức Chúa Trời cai trị mãi mãi. Được nhìn thấy sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, Ê-phai đã phải kêu lên: "Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân tộc có môi dơ giấy." Sau đó một seraphim bay đến, cầm một cục than nóng đỏ chạm vào môi của Ê-sai và nói rằng: "Bây giờ ngươi đã được sạch." Ê-sai đã đem lại sự khích lệ và niềm hy vọng cho bất cứ ai muốn vâng theo Đức Chúa Trời. Ông đã nói tiên tri rằng một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một đấng giải cứu. Danh của Ngài là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ông cũng viết: "Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi." Được viết trong sách Ê-sai đoạn 35 câu 10. Câu chuyện của chúng ta hôm nay được chép trong sách Ê-sai đoạn 1, đoạn 6 và đoạn 9. Câu chuyện số 54. Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Jeremy. Câu ghi nhớ: "Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, và lời ta đã nói giáng tai vạ cho chúng nó chẳng phải là lời hư không vậy." Ê-sai đoạn 6 câu 10. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại câu chuyện bằng những câu hỏi trắc nghiệm nhé. Câu hỏi 54.1: Ai đã bảo cho Jeremy những lời ông phải viết? A. Baruch. B. Đức Chúa Trời. C. Ê-sai. Câu 54.2: Lời vua đã làm gì với cuộn giấy viết lời Đức Chúa Trời? A. Cắt ra và ném vào bếp lửa. B. Vò nát. C. Ném xuống sông. Câu hỏi 54.3: Khi nghe lời Chúa, nhà vua sai quân lính bắt Jeremy và Baruch, nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ họ như thế nào? A. Giấu họ. B. Bắt họ. C. Làm hại họ. Câu 54.4: Đức Chúa Trời đã phán dạy cho Jeremy để ông biết những điều phải nói, phải viết cho dân chúng nghe và làm theo. Ngày nay Đức Chúa Trời có còn phán dạy không? Em có thể nghe được tiếng phán của Chúa không? Ngài phán qua những phương tiện nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí cao, cảm tạ Chúa đã ban cho con lời Ngài là Kinh Thánh để con biết và làm theo ý Chúa. Xin cho con biết cất giấu lời Chúa trong lòng con bằng cách học thuộc câu gốc, để con luôn làm đẹp lòng Chúa và không phạm tội cùng Ngài. Con cảm ơn Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong câu chuyện tuần sau nhé. Câu chuyện số 54: Đức Chúa Trời phán qua tiên tri Jeremy.